À, chết bà rồi. Bậy rồi, đâu bậy đâu. Phải cầu. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Cái đi mẹ cuộc đời. Đi con mẹ cuộc đời. Ok, chào mừng các bạn đến channel của Mega TT. Thì một tháng thì xong điều đó thì mình phải mất một tháng thì mới quay lại đây. Thì do cái khoảng mấy tuần trước á, thì do cái chuyện mình làm video thử thách cấm dọc mình á, lúc đó có một chút vấn đề thì mình không thể quay cái video thử thách đó được. Ngoài ra thì sau đó thì cũng có một vài vấn đề phát sinh nữa, cho nên tận một tháng thì mình mới quay lại đây và quay video đấy. Thì bây giờ hiện tại là cái dịch đó nó đang diễn biến nó rất cực kỳ phức tạp, đặc biệt là nó đã có vài ca dương tính ở Ninh Thuận mình. Tại vì cái nơi mà mình sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận á, mà trong đó ở Ninh Thuận là đang đã có vài ca dương tính rồi á, cho nên á mình mong manh là mình có một cái lời khuyên cho các bạn á, hãy chung tay á cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện cái thông điệp 5K nha. Đấy. Rồi mình mong là các bạn luôn giữ gìn sức khỏe của mình và cũng như là cho cả cộng đồng nữa. Đấy, do cái dịch bệnh nó rất cực kỳ phức tạp rồi. Đấy, ở trên mình sống á là đã có vài ca dương tính rồi á, cho nên mình khá là lo sợ. Đó, cho nên là mình phải luôn ở nhà hoài á, chán lắm. Đấy, là đã vậy là mình phải ngồi đây và quay cho các bạn những video để các bạn xem. Đấy. Thì do những vấn đề đó cho nên chắc là những cái chuyện mà quay video bên ngoài á, mình đã từng hứa cái video mà mấy clip Tết á. Đấy, mình đã hứa là mình sẽ ra ngồi quay video thường xuyên hơn. Để, nhưng mà do dịch này chắc mình không dám bước ra đâu. Mình sợ lắm luôn á, sợ. Nếu mà mình bước ra ngoài mà gặp cái chốt kiểm tra á, mà mình kiểu như vượt cái chốt đó là mình bị comment tấm luôn, không nói nhiều luôn. Đấy, mình chỉ nói như đó thôi. Còn cái chủ đề mà hôm nay mình muốn quay thì cũng là thử thách, nhưng mà sẽ thay thế cho clip thử thách cấm nhật mình á, là do những cái vấn đề á mà mình không thể quay video này được, cho nên mình thay thế nó thành một cái thử thách trong game. Và game hiện nay á là mình đang có những ý tưởng về nó. Đó chính là game Granny Bar. Đấy, thì ở cái video trước khoảng một tháng á là mình đã ra một cái video đó rồi. Mình cũng đi tìm hiểu sơ sơ ở trong nhà đó. Thì cho nên á là mình sẽ bắt đầu là vào trong game á, mình sẽ chơi. Đấy, để ông kiếm được là sinh tồn trong 5 ngày. Giống như cái video mà thử thách 5 ngày trong game Granny phần 2 á. Đấy là mình sẽ cũng làm thử thách 5 ngày đó luôn, nhưng mà ở trong phần 3. Đấy là trong trong thử thách đó là mình sẽ chọn chắc là thêm bà ngoại, nhưng mà thêm chị Slenderina luôn cho nó kịch tính chút. Để mình kiểu như một phần cấm nhập mình á. Thì bạn cũng biết là mình đã từng nói ở video trước là chị Slenderina thích hùng người chơi. Đấy, cho nên là mình muốn thêm chữ Selena cho nó kịch tính hơn chút. Đấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game để mình chơi nha. Và nếu mà nào thấy video này hay á, thì cũng như thường ngày ở những video khác của mình ạ. Và tập 2 của Xem Thế Giới Công Nghệ thì vẫn đang trong quá trình làm. Giờ mình chỉ biết nói cái câu đó thôi, chứ là con chưa tiến triển như mấy. Đấy, mình chỉ nói như đó thôi. Đồng thời á, là mình muốn khuyên các bạn á, là nên ở nhà phòng dịch. Các bạn đừng tự ý mà bước ra ngoài á, kiểu với là mang Covid tới cho các bạn á. Là coi như là bạn phải 14 ngày trong căn phòng mà chỉ có 4 bức tường và để một cái bảng khu cách ly thôi. Đấy, mình không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game và chơi 5 ngày trong nhà Granny nha. Khá là lâu mình chưa thăm bà á. Tôi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game nha. Ok, giờ mình đã bắt đầu vào trong game rồi.
thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chọn vô chơi nha. Thì trước đó mình đã chọn cái chế độ easy, có chị Selena và các bà ngoại nha. Mình không có chơi ông ngoại, tại vì cái này là lần chơi đầu tiên của mình mà có thêm bà ngoại với lại Island này nữa nha. Nên mình không có dạy mà dám chơi cả hai không? Chơi hai cả hai ớn lắm. Sao lại không nghỉ đi mà? Thế là mình đã bỏ cái việc mà cái intro mà giới thiệu á, cái đó bỏ qua luôn. Hồi trước mình cho các bạn xem rồi á, nên mình không thêm vô nữa. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vô nha. Ok, hiệp 1. Ok, đầu tiên bắt đầu. Mình sẽ lụm cái lobby này để mình cậy khó cửa. Nào có gì hết đi lên đây rồi thám xem có gì không. Cần bỏ ra bỏ có ở đây không xem đi chờ. What the fuck. Ui bả kia má bước ra gặp rồi chán ghê thiệt thề. Không thật bảo một bước xuống cái mình hết biết nói gì luôn. Bảo đọc bảy chứ. Cục chì nè các bạn ạ, có cục chì. Cái này mình lắp điện vô á để bắt điện. Ok, mình sẽ bước ra ngoài nha. Thôi mình bước ra sau trước đi. Phải thì cũng bắn mình bị hù thiệt. Bất ghê thiệt. Đóng cái lại. Ok để kiếm rồi có bông mới được. Mình triệu hồi bả nó mất không bắn. Để mất không chị lên hù mình nữa. Mệt lắm. Sợ nhất cái cảnh mình chị lên đi nà hù quá nha. Ai ta đây, ta đây. Cháu không sợ bà đâu. Ta đây, ta đây. Ta đây. Mình đây. Ta đây, ta đây. Rồi. Chạy. Đi nhanh, đi nhanh. Bỏ đâu? Bước ra đây. Tới đây. Không được rồi. Bỏ đâu? Tới đây. Ui! Cái đó là do cho mình điều khiển nhầm, cho mình điều khiển nhầm. Đèo tiền. Nhầm nhầm ra là đi tới ông bà. Bật ghê, chán thật sự. Mày hai mẹ rồi. Nhanh nào. Bắt đầu. Bây giờ xong hết.
cho nên mất công. Không được, mở con đập bậy nữa chứ. Một cái thiệt thề. Vô ba cái. Rồi. Lụm đá đây. Cái đá này. Tới chưa, tới chưa. Để bỏ con chim tới nữa thì thề lâu. Một cái dây điện nè. Ok. Có một cái rồi. Đây thì không có gì. Không có gì hết. Ok. Chỗ này là cái khu cái này là cái dây điện nó mình bắt điện nè. Trong đây. Trong đây là ở vệ sinh. Ok. Không có bông, có bông không? Không có. Mở ra. Cái gì trong này không có gì hết. Đi lên, đi lên. Đóng lại. Ui, hộp diêm này các bạn. Có hộp diêm rồi. Thế là ba con này. Đây, lò thứ ba rồi nha. Để xem trên cái tổ siêu này có gì không. Có vũ khí á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thu đập đồ cái. Các bạn đi xuống đó lại. Vô 30 lần nữa. Tới đây. Vô một lần nữa. Phải mình giết lại sao không? Mình ê, đi. Không được vậy. Rồi. Rồi miễn sao thì mình nhìn bả thì nhưng mình không di chuyển được các bạn à. Mình bị đứng im luôn, không di chuyển được. Quay bả kìa, bả kìa. Chờ bà này nhớ mà bà cũng mới ra. Chỉ mình. Bắt đầu bây giờ. Có khúc gỗ đấy các bạn. Ok, hay lắm. Mình đi. Chỉ nữa vậy. Bỏ đâu. Bỏ đi. Ok. Bằng ở đây. Dây điện. Sẽ ném xuống cái chỗ nhà kho kia cho tiện. Ok. Đâu rồi? Đây, ném xuống. Chạy. Không phải đâu. Ôi, bỏ kìa. Ui, nice. Oh, why. Ủa, không thấy ngán à. Là, đéo. Ok, đéo. Nhanh. Mình chỉ xanh nút cái đó, mình bị đỏ lần thứ hai đúng không, mệt.
mẹ. Đi lên đây, thì muốn gì không? Chết bà rồi. Bậy rồi, đâu bậy đâu. Phát cả. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Cái đi mẹ cuộc đời. Đi có mẹ cuộc đời. Chết lần hai rồi thề. Tôi đều không tìm thấy còn có bông bên kia để triệu hồi chị Selena mà không, nó không bị hù nữa. Nó cháy quá đâu. Ba bước vô đây được là mình xong chuyện luôn á. Không có gì hết. Cây quá. Ui bỏ kìa. Bỏ kìa. Tới đây. Tôi bị bà hầu hơi lâu rồi á. Tới đây. What the fuck, cái khúc gỗ mà đứng mà đặt ở đó luôn á. Chạy nhanh lên. Bạn làm gì với mình nữa? Đâu bà đâu? Bà kìa. Bả thiệt. Mình bị bả giếng mà chị Slade ra còn dám hù mình nữa. Thề thiệt. Cũng chơi khó mình đây mà. Mà giờ mình không tìm thấy cái con quả bông để mà triệu hồi chị Slade nè. Rồi, bả mất dấu mình rồi. Và tiếp theo là mình sẽ kiếm được quanh đây có con cỏ bông không? Lên trên đây mình kiếm cái hộp diêm. Và vào phòng này mới đúng nè. Đóng cửa lại. Đây, diêm. Phòng xuống đây. Bà vô. Hello. Bắt cháu á. Vì tiếp theo là mình nhờ phải đi xuống đó lấy cái cúp gỗ bên kia. Thề mình đặt. Không thể tin được mà bà lại đặt cái khúc gỗ mà phía bên đây á. Mình tưởng chỗ khác cơ mà ở đâu đó ở đây. Ok. Tiếp theo mình nhảy xuống đây. Hình như mình đứng chỗ nào á, thậm chí trong mấy nhà là chị Selena còn hù mình được. Quay. Tới đây. Mình lấy cái này mình bắt con bên kia.
rồi, đi bắt qua, bắt qua. Một quả dừa. Ok. Rồi không có gì đó. Thế rồi đi vào bên kia. Ê bà mà đi qua đây được á. Tôi thách bà đi qua đây được á. Thách bà. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mẹ chúng mày, thằng ranh con này. Đi chờ bà đi. Không mày để xuống đây cũng được, cho nhanh. Ok, đi. Chắc chắn là gì đây nên hùng mình tiếp nữa nè. Chắc ra xem có gì không. Ok, có cái sắt. Dạ. Vô bả. Vô bả, vô bả, vô bả. Oh. Tới đây, tới đây. Tới đây, bước tới đây. Tôi không sợ vào đâu. Tại đâu nó kiếm được cái vũ khí nó bắn. Chỉ nó có sót lên nó bắn. Bắn tung đầu à. Không sợ vào đâu. Không, bước tới đây. Bước tới đây. Nhanh. Được chưa, khó cái. Không được. Rồi. Bước tới đây. Bước tới đây. Bước tới đây, nhanh. Bắt đầu. 2000 years later. Chưa khoai mà không. Đây, 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 đây. Rồi. Đủ được bả. Chạy. Đi, 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 đi. Đi, 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 đi nhanh. Đi nhanh lên. Đi nhanh. Lên, nhanh lên, đi nhanh lên, nhanh lên. Ôi, bà con chỉ, bà con chỉ, bà con chỉ. Cái hồ này hơi, phát kiểu hồ này hơi lâu á. Quỳ cái bẫy. Mẹ sinh ra trúng à. Đây, nhà vệ sinh ra đây. Mở ra. Yeah, con tin đi. Ok. Đi, 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 đi. Đi nhanh triệu hồi. Để bác bị hồi mệt lắm đó. Ok. Chạy xuống đây. Yeah, bye bye, bye bye nha. Chị Selena, chị hù em hơi nhiều rồi. Ok, bye bye nha. Xấu như quỷ mà thôi. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Xong. Đầu tiên mình sẽ nhảy tập xuống đây trước đi. Vậy đâu vậy, bà đâu ở vậy, đang ở đâu hả? À. Tới đây, còn tới đây, tới đây. Tới đây, tới đây. Ok. Ui da. Ôi mẹ xin nó lọt xuống đó là chết luôn á, mình ngẫm luôn á. Giờ mình sẽ nhảy xuống đây.
tới đây. Nhìn. Rồi, ok, bà tới đây. Tất bà. Tới đây, bước tới đây. Ồ, bà vô đây. Bước tới đây. Ui, cái bẫy, bé xin nó đập trúng. Đây nữa nè. Tới đây. Kìa. Nhanh. Bỏ xong đi được. Quá. Đủ má. À! Ủa sao? Ủa tự nhiên mình bị chặn cái gì đó mà không đi được luôn á các bạn à. Không đi được luôn. Không hiểu nữa. Như bật mình chơi một cây rồi nha. Từ rồi. Ở trong nhà bà 5 ngày thôi mà thấy chán lắm rồi. Đi nhanh đi ngay. Rồi bà đâu. Lên, ok. Này, cháu ơi, đang ở đây, sao bà không thấy? Trời, thiệt. Bà điếc rồi còn bù nữa. Này, cháu đây này nó thẳng luôn á. Cháu đang ở đây á, rồi tới đây. Tình. Đó. Mình tới đây. Rồi. Đi. Đi nhanh. Đi lên đây lấy cái chìa khóa vũ khí, kiếm cái bắn chết vào ta. Hoài thì chán à. Vũ khí đâu đây, có vũ khí đây ngon lành. Xin đấu lần nữa. Cái này mình nhìn chỉ có thể mà cúi thấp xuống rồi mình mới nhảy xuống an toàn hơn nha. Chứ mà mình đi xuống cái là mình dính bẫy luôn. Rồi bỏ cái. Cái mẹo nhỏ là bà, các bạn nào mà trao Rainy á, mà bà thả bẫy á, các bạn chỉ cần điện một cái đồ thôi là nó tự kẹp lên ngay luôn. Đấy, dễ hơn. Tới đây. Chỗ này, tới đây. Đi
đi chậm ở thì nó chậm, mà vậy cũng đỡ thời gian. Xem con còn bậy nó không. Đây nè, để chưa vũ khí nè. Yeah, cây ná ngồi. Mình lên trên đây, mở đây á, có hai cái bình bông á, nó phải đặt ở sai lộn, mình phải dùng cái ná này để bắn cho nó rớt xuống một cái. Quay nhưng mà cũng nhắm mình chân ngu á, giờ mà hết đá để mà bắn á. Còn nào nữa không, kia đó kìa, một cái. Ok, sẽ đây mình ném xuống đất ấy, rồi có gì mình lấy ra xong mình lụm đá để bắn bả đó kìa. Bình. Một cái nữa nè. Đây em, dù bãi đó. Đó, tới đây không? Cái cốm này tự nhiên mình bị kẹt, mình không đi được, không hiểu nổi. Đó, ok, mình tới đây, tới đây ông cháu biết chiến với bà, không sợ bà đâu, tới đây. Tới đây, qua bà đâu. Đóng lại à, tôi bà biết rằng mình ở đó, mình nghĩ chắc bà cũng không biết đâu. Lấy nước ở đây, một cái có bình nước. Được một cái đâu, còn một cái bình nữa. Bấm đen của bà ra á. Bỏ bà kia, bỏ kia. Tới đây. Dạ. Tới đây. Bắt cháu này, tới đây. Rồi mình chạy ra xong mình lấy cái ná mình đã thả xuống trước đó. Đây là như thế nào. Mình cho mình cho bà ăn cái quả đâu. Ok, đá đây. Tôi chuẩn bị. Bà ra đây. Nhớ cho bà ăn đá đây. Tới đây. Yeah. Còn tỉnh đâu. Nhanh lên. Ở đây thì còn có. À gì, ở đây chứ. Cái cục chì. Đem lên mình để trên kia luôn. Nhanh. Cái bình. Rồi lên. Ok, giờ mình đặt xong hai cái bình rồi. Giờ mình chỉ cần mở cái nắp cống đó ra thôi. Mình phải cần cái chìa khóa bắt lúc. Xong rồi. Đây. Nhanh. Nên là mình sẽ thoát ra nữa. Tình. Đã đến ngày thứ tư rồi mình mới thoát ra. Ok.
cái video mà ở bên chapter Randy chapter 2 á, phần 2 á, là mình phải chỉ còn mất 3 ngày thôi mà đã thoát ra rồi. Đây có nhà kho đó. Ok. Bật đèn. Xong. Và cái này là cái tay quay để mà mở cái đường cầu kia. Mà mình lỗ xuống nước là bị con cá sấu kia đốt phát rồi mình đi luôn. Mình nghĩ chắc giờ này bà tỉnh dậy rồi. Quay. Mình sẽ dụ bả nữa. Thêm một đá nữa. Ok. Đây. Bả đâu rồi? Đó. Bả kìa. Ok. Lần nữa nè. Shot. Yeah. Tiếp. Mà như xong hết trơn rồi hay sao các bạn à? Như xong hết trơn rồi. Đây. Ok. Việc cuối cùng là lắp này vô. Có điện. Mở cửa. Yeah. Rồi mình thoát ra rồi. Chuẩn bị. Yeah. Cuối cùng. Chuẩn bị bye rồi. Tôi bị bye bye bà già răng khô nha các bạn. Đồ mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Bị. Con ra đây. Cầm mình mãi mãi. Rồi. Nhanh nào. Rồi. Về nhà. Đi về nhà. Cầu chán lắm rồi. Nhanh lên. Ok. Yeah. Mình phá đảo rồi các bạn à. Yeah. Bye. Trời ơi, tôi chán bà lắm rồi. Cả chị Selena nữa. Yeah, xong. Mình đã phá đảo được con game này. Có chế độ dễ nha. Ok. Thì mình đã phá đảo được Granny phần 3 rồi. Thì ok, mình chắc mình cũng không còn gì để nói nữa. Và nếu bạn nào thấy video này hay á, hãy để lại cho mình một like và một phần comment phía dưới phần bình luận. Và share video này, subscribe kênh, đồng thời là ấn nút chuông bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Và cả hai kênh kia của mình nữa. Và cái series Thế Giới Công Nghệ á, thì mình đang làm, cho nên các bạn chờ mình nha. Đó, ok. Đó là những gì mình muốn nói thôi. Và bây giờ, tạm biệt các bạn nha. We'll be right back.